Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi tới tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước. Rồi thì đầu tiên là đoạn Hồ Chí Minh trước này. À, chúng ta cùng nhấp vô. Đấy. Thì tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước có điểm đầu xuất phát là từ Hồ Chí Minh, từ quốc lộ 1A. Chỗ này là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đây. Đây, điểm đầu xuất phát đi theo đường DT743 đi lên Bình Dương, đi qua Dĩ An, Thuận An và đi thẳng lên trên đây là địa phận của Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và nối thẳng về Cổng Xanh. Đây chính là Cổng Xanh này của tỉnh Bình Dương và đây là khu vực Phú Giáo rồi. Thì đoạn này sẽ là đoạn Phú Giáo các bạn nhé, để nối lên trên Phú Giáo. Khúc này tiếp tục là bên trên này là đường Bầu Bàng. Đây đường Bầu Bàng đây. Đây các bạn nhìn. Đây Phú Giáo, Bầu Bàng. Đây nối lên trên này. Rồi chúng ta cùng xem. Và khúc này là từ Bầu Bàng nối lên Trân Thành. Đây. Đây là chính là chợ Trân Thành này. Đây các bạn. Rồi. Rồi Phú Giáo, Trân Thành. Đây là có một khúc nữa. Đây các bạn nhìn. Thì Bầu Bàng lên Trân Thành và Phú Giáo là cũng nối lên Trân Thành. Thì tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước thì nó có hai đoạn đây. Thì đoạn là từ Bầu Bàng lên Trân Thành và từ Phú Giáo lên Trân Thành. Rồi. Đây là tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Phước.